Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay bà Hai sẽ làm món mì Ý nha mọi người. Con coi cố làm kìa. Đây, bà Hai có nguyên liệu đây. Có là hành tây cắt nhuyễn nè, tỏi nè. Rồi có cái lá lá nêm gia vị rồi nè. Rồi đây là cái hũ. Đó, trời đất ơi. Đây là cái hũ tương cà nè. Đó, bây giờ bà cố. Này chạy chạy, bà cố cho dầu ô liu vô nè. Đó, đã chưa? Đây, bà Hai đã đổ sốt và thịt bằm vô rồi. Là ghim nữa. Là ghim là gì? Là đồ cần tây á. Cần tây với ăn chút xíu à, đổ chút xíu à. Đó, để vô chút, sợ mình ăn nó ngán đó. Dạ. Rồi bà Hai có thích ăn mì Ý không bà Hai? Sí, thích chứ. Dạ. Thích mà. Mình có thấy phải không? Có gì bà Hai, đó, bà Hai ngại lên video thấy chưa các bạn. Mình quay bà Hai thấy là bà Hai né ra. Tại sao nhiều bạn nói tại sao không quay bà Hai vô. Bà Hai nói giùm con tiếng đây bà Hai. Chị cũng quay đi nhưng mà bà Hai xấu quá, đừng có cô chú đừng cười bà Hai. Không phải, ai cũng khen bà Hai đẹp hết á. Bà Hai mắc cỡ chứ không có sao, không có cái gì hết á. Bà Hai phái lắm đó chứ con. Dạ, phải không? Phái. Phải không? Phái lắm. Nhưng mà từng... nhưng mà khi ăn là đừng quay đi ăn cho ăn tự nhiên chút phải không? Đúng như vậy. Đó, đúng rồi. Chỉ quay là lúc bình thường vậy thôi, chứ ăn là để cho ăn cho bình yên. Rồi, bây giờ bà Hai đổ nấm vô nè. Để hết trơn vô. Chà, bữa nay món spaghetti này đủ đồ ha. Ừ, đủ hết. Đủ, rất là đủ đồ luôn á. Giờ để cái này vô nè. Đó, giờ để đó vô. Quan trọng là mấy cái này. Phấn bà Hai. Vậy. Nó mới thơm, nó mới ra. Mấy cái này là thật sự là không phải con mua luôn, mấy cái lá này bà là... đem về bên Tây, bên Tây bà đem qua chứ. Ủa, đem từ bên Tây qua đó hả? Trời đất ơi, bà Hai rất là nhiệt tình với lại những món ăn, các bạn thấy Ngọc không? Ở Mỹ mà có đồ ăn bên Pháp qua luôn. Bà Hai rất là nhiệt tình với con cháu. Cái này... biết thế nào cũng phải nấu mì gà mì Ý. Đặc quá, không đặc đâu ha. Không, không đặc đâu, con thích ăn đặc vậy á. À, để nắp lại. Rồi giờ để nắp lại vô chờ chín rồi cái bắt đầu ăn thôi. Vậy nhưng vậy mà thôi. Cũng hơi lâu nữa nha con. Phải không? Kệ cho có ba cái đồ đó chứ gì. Ừ. Mấy cái này nè. Mà sợ như nếu mà lâu vậy là nó đặc quá đó. No. Quá đặc đâu lát. Nếu mà ấy thì cho xin. Rồi đóng nắp lại rồi xong. Chờ thôi các bạn ơi. Right, okay, let's do your hair. Đây, chồng Ngọc bây giờ muốn cọc tóc hai bên nha. Oh, I'm not ready. Why? I gotta get a comb. Trời ơi, lấy cỡ đồ cột tóc ra đã nói chưa. Để giờ đi lấy cái gì đó bằng cái lược. À đây. A little chocolate princess. Rồi, chocolate princess kìa. Okay. Đó. All right. Ooh. So. Yeah, you gotta comb your hair more often. Baby, I just came home from work. You sound you serious? You sound like I'm like I don't comb my hair. I just got home from a 10 hours working. Mm-hmm. Will my hair be nice and straight? Yeah. Trời ơi, just teasing. Chém mái quá nữa. Baby, can you move your chair a little bit? So okay, you move it. Okay. Okay. Ah. All right, now sit and look straight. Tiết mục làm tóc xin được phép. Bắt đầu. Trời, con chạy nó đi tới nó. Má với mẹ đang làm gì thế? Gì á? Nói kìa, con nói kìa. Bà Hai trong cái bình nước đó có nước không nhà bà Hai? Thì bởi uống nhiều nước quá rồi sao chút ăn cháo. Thôi trả cho tôi. Bởi nhiều mà không phải nhiều giống như con, nhiều đó với bà cùng. Oh yeah. Baby gotta be gentle. It'll hurt. Ponytails are not easy. Đó, đáng lý mấy cái này nè tôi không có thèm phụ đâu nha. Phản bội quá thành ra không thèm phụ đâu. Ngọc là ba cái chuyện tóc tai này của Ngọc là Ngọc chịu thua đó. Ngọc là chỉ có một là xả, hai là cột lên một cục thôi rồi xong. Bởi vậy mà mốt con chay mà cái chuyện tóc tai chứ không biết Ngọc biết làm không biết. Cột hai chùm cho nó Ngọc đã thấy khó khăn.
Ngọc là không bao giờ có giỏi mấy cái chuyện này. Bởi vậy mỗi con người đẻ ra nhầm người. Người thì giỏi chuyện bếp núc, người thì giỏi chuyện đi ra ngoài làm ăn, còn bếp núc ở nhà thì cũng không giỏi gì mấy đó. Rồi người thì đó bởi vì yeah, baby it's really hard. You gotta be gentle with me. Sorry baby. Này có ba cục tóc mẹ nè. Ooh, đi con. Ooh. Okay. Rồi tới bên này. Hả? À, phải chải tóc rồi gì kia giống như là chuyên viên make up chuyên nghiệp không? Yeah. Baby, why did you leave? Lots of hair in the back. You do something else that makes it funny. I don't know what you're talking about. Chồng mình là không bao giờ anh cột tóc nè. Nên anh không biết cái anh tưởng cột tóc. Cái anh cột tóc mà giống... Ê, dữ chưa? I'll be right back. Let me get one more thing. Trời đất ơi. Rồi. Chạy lấy gì vậy? Con nói đi chạy. Trời. Ủa? Sao vô trong ngồi được rồi? She always goes in there. Yeah. Đó, bữa nay cái video clip này dài dài chút xíu nha mọi người. Tại thêm có cái màn xến xuống cột tóc này nữa nên hơi dài chút. Trời ơi, tự nhiên bỏ chùm này sao đây ra cái cột gì đó đây trời. Baby, what you trying to do? I just wanna be like Jade. Baby, why you do it three? Are you serious? Okay. Okay, show everybody. Show everybody. Baby, why did you do this? Because I'm a dad. And that's how I would do Jade. So turn around. Turn around. Chạy mẹ đẹp chạy. Đẹp không? Không mẹ miếng. Now look at me and Jade. Yay. Đây nè các bạn ơi, tô mì ý của bà hai đã ra tới đây. Này bà này la bay bà xinh nè. Con ả mẹ đi. Giỏi rồi, bây giờ mẹ lấy cho con nha. Rồi bây giờ mẹ trộn lên. Bây giờ mẹ trộn lên cho nó nguội. Ui cha nóng quá trời ơi. Để mày trộn lên cho nguội cho chay của mẹ nha. Trời ơi, chay thích ăn mì lắm quá cô chú ơi. Ôi, quá. And then a little bread to go with it. Yeah, if you want to. Đó, trời ơi, nóng quá trời ơi. Toasty, nice and soft. Nóng quá nè mẹ phải làm. Where the other one should... Oh, home. Should be soft like this. Maybe she'll just use a microwave. Oh yeah, to warm it up. Yeah. Just like a 10-15 seconds. Mình nhưng mà mình ăn lẹ thì không sao. Nó ra khỏi bò là nó cứng mà. Rồi, bây giờ mình múc cho chay nha. Đây nè mọi người ơi. Hello, xin chào các bạn. Today we're having spaghetti. Here's some Parmesan cheese. You can't really see me, but I can't. My mommy's gonna have to turn. Yeah. Yeah, there you go. So I can't get too close to Jay. Đây, nước. Các bạn biết nước gì không? Đây là nước mà nước đậu xanh mà bà hai rang lên xong bà hai nấu nước á. Hey baby. Just some. Is that sauce or baby food? Baby food. Em lấy mình phải mua đậu đỏ, không phải đậu xanh. Đậu đen. Đậu đen xanh lòng. Có. Con mới hỏi chị trong tiệm rồi. Nơi đó bà nói đậu đen xanh lòng. Con mới hỏi chị trong tiệm chỗ nào bán rồi. Rồi chay ăn đi con. Rồi chạy Việt Nam. Chứ lại chờ Hàn Quốc. Hả? Rồi, ăn mì spaghetti. Mời bà hai. Mời tất cả. Mời tất cả mọi người. These are cool little noodles, huh? They're like 3-4 noodles in one. Bà hai, cái noodle này là noodle con mới mua hay là cũ hả? No, this is version the one I bought. Bà hai so somewhere. I need more sauce. This is not enough sauce.
Ngon cháy. Is there any more spaghetti sauce? No. Oh, okay. Bye. Con ăn đi, con ăn đi. Mẹ cảm ơn. Bà mất này bỏ đi. Con ăn đi, mẹ cảm ơn con nha. Ăn đi con. Ăn đi con. No, I don't. That's not how I eat spaghetti. I eat spaghetti usually with lots of sauce. This is just meat. Nó thích ăn mấy cái này đó thì ý nó ăn cho bằng thích. Ý nó cũng ngon. Nhưng mà cũng tùy thôi. Rồi. Ồ. Trời đất ơi. Sao con sao mẹ mệt con dễ thở chơi ơi. You spilled the spaghetti everywhere. Yeah. And then you put it in your hair. Nhớ bỏ cái này dặn chặt lắm mà sao kỳ vậy. Nè. Hai mày. Still good though. Yeah. Chăm chú. Yep. So did we run out of sauce? Not enough sauce? Con nghĩ là phải, con nghĩ lần sau phải mua thêm hai hũ. À, trong kia còn quá đát ba hũ kìa chị. Ủa vậy hả? Ừ. Hồi nãy còn một hũ. Hồi đó mua tính về cho bà hai làm đó. Mà cuối cùng bà hai làm hai về luôn á. Bà đâu có dám lấy thêm, bà định lấy thêm nữa. Bà hai có đặt hàng sử dụng chưa? Chí, đặt rồi. Bị quá hàng sử dụng rồi hả? Chưa có dụng. Nhưng mà đâu không, có dám. Con hỏi là bị quá hàng sử dụng rồi hả? Vậy. 2017. Ủa? 2018, 2017. À no, 2017 là thôn. Còn này là 2018 nhưng mà... Tháng mấy? Ủa? Trời. 2018 bao. Cái nước này á. Mặt 23. Yo. Yo baby. Healthy drink. Ooh. It's like smoking a cigarette. Chồng Ngọc nói cái mùi giống như là cái mùi mà ai hút thuốc vậy. This was the aftertaste. It's like a cigarette taste. Đó, con hả? Anh vậy ba hai nhớ lộn. Đây, cô gái ăn mì xì ba ra đi mà phá đây cô chú ơi. Trời đất ơi, bởi vậy. Trời đất ơi. Mà món mày không có cho ăn nhiều vậy đâu. Ăn xí thôi, rồi bóc ăn đi. Bóc miếng thịt ăn đi, trời ơi, bóc miếng thịt ăn. Cô chú thấy hai bữa nay hai mẹ con nhìn giống nhau không? Hai mẹ con bữa nay là chơi tóc hai bên. Hai mẹ con cũng sến dữ lắm đó. Okay. Không, hai mẹ con mình sớm con. Oh no. Why you get it all over yourself? Okay, no. You know why? Because we didn't teach you. No. We didn't teach you how to eat spaghetti. You gotta go like this. Ba chỉ nè, ba chỉ nè. Ba chỉ. Like this, like this. Baby, do it just like baby, that. Baby, she can't. Because do it like that, she, come on. She gonna choke. Nè, ăn đi, ăn đi, ăn đi, giống ba đi. Hút vô, hút vô. Hút vô. Like this. Đó, ba chỉ con ăn á. Ăn đi. Đút cho mẹ miếng coi, đút cho mẹ miếng mì ý đi. Thôi, đâu có, no. Đút cho mẹ cái mới đàng hoàng chứ đâu có được mà từ cái miệng móc ra đưa cho mẹ được. That's very yucky. Oh, much better. Hả? Ăn miếng đi con. Đó, Nào, để thêm nước con chứ sợ. Mẹ cảm ơn chay nha. Ngầm, mẹ cảm ơn em nha. Ôi trời đất ơi, dữ ta. Đó, cô chú thấy chưa, thấy dữ dằn chưa? Thôi cái đó tay trái rồi. Phải cầm tay phải đàng hoàng. Rồi có mặt nhìn vô cái camera kìa. Đây nè, tay phải đàng hoàng con. Tay phải mình mới ăn được nha con nha. Thì mày chỉ con nè. Đó, cầm múc lên. Đó, bỏ miệng ăn con, bỏ miệng ăn. Hút vô. Oops.
ăn đây con. Hả, ăn đi. Why does the screen look so small now? I don't know. It's okay. Is it zoomed in a little bit? No. No. Okay. Oh yeah. Sort of way in. All the way in. À, cho chay nè. Chay mấy cái mới nè. Măm 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 à. Oops. Đây mẹ mới cắt ra. Mấy hộp thơm á. Dạ. Ăn này nắng cái bỏ đi. Dạ. Không bao giờ đụng tới đâu. Nè, đó, ăn đây con. Có nhiều bạn hỏi sao không? Lâu rồi không thấy Mia. Các bạn ơi, Ngọc với Mia không còn làm chung với nhau nữa. Mia nghỉ làm lâu rồi. Nên là các bạn biết đó, khi mà ở Mỹ mà khi nghỉ làm á, nên gặp nhau khó lắm, tại vì Mia còn phải đi học đồ nhiều lắm. Rồi xong giờ Mia nó còn chuyện làm của nó nữa, nên chị em lâu lâu dữ lắm mới gặp được nhau. Nên là nhiều người hỏi ủa sao lâu không thấy Mia. Nó nghĩ nó không có còn làm chung với Ngọc nữa. Nên là rất là ít gặp nhau. Is the sauce still cooking? Mm-hmm. Good. It needs to. Behind nose. Hey. Chị Quỳnh không nói bà hai hả? Mà khi mà con mà nấu ăn một cái mà nấu mà không vừa ý á, ngồi nấu miết. Ngồi nấu mà mình bực mình luôn á nha. Ngồi nó ừ phải làm cái này vậy, cái gì vậy mà nấu hoài luôn nha. Nói rồi thôi mà có mốt máu nấu đi. Mâm đi. Nấu miết, nấu miết. Rồi cái kiểu là y như ta đi đây biết ăn đồ này chiếc nọ ăn đó là phải như vậy đồ này kia vậy đó. Nấu vừa miệng đập bất cứ. Nào cũng vậy. Nấu. Nào mà nấu gì không vừa. Mâm mâm nè. Ê đâu được vậy. Mày cho miếng thịt nè. Miếng thịt nha. Mâm. Mâm mâm mâm. Mâm mâm mâm. Mâm mâm mâm. Nhai đi con, nhai. Thôi được. Mâm 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 đi. Oops. Mâm 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 là mắm mâm 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 ơi hồi nãy cái này nó nhăn lên mà con muốn khổng luôn á rồi. Wow, you cut yourself baby. Yeah, when the sausage boiling and has it on the fire. It's, oh, it popped on you. Pop on mâm mâm. Yeah. Is the fire still on? No. Oh, it needs to be. Con cứ còn thấy con dễ. Sao con cũng ăn được. Quán làm gì nữa? It needs to. It needs to thicken up a little bit. Trời ơi. Bỏ vô chén thì không chịu ăn. Vô. Bỏ vô hết hả? Here. Finish this baby. Very healthy. Rồi, chuẩn bị vô nè. Vô. 1, 2, 3. Vô. Vô mấy nè. Trời ơi. Bà không uống mà bà à dùm nữa. Thôi ứng bà thiệt cái chứ. À đi. Taste like a cigarette. Nè, cho con chai không nè. Cái này con chai để nấu nữa. Dạ. Cái này con chai để nấu nữa. Này, bữa ba hai ăn nhiều không? Hey, adults are talking. Can you please? Please and thank you.
đó 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 đó, ba nói là khi mà người lớn nói chuyện mình không có được la lối um sùm kìa. No. Cái muỗng con đâu? Đó, cho bánh mì kìa. Ba cho bánh mì kìa. Please and thank you. À, à ba. À ba. À. À ba. À ba. À ba đi, à ba, à ba, à. À. Đó. À. Sam sam. She not à and she see get it. Đó, thấy chưa? Giỏi. Say giỏi. Giỏi. Rồi. She got a ba before she gets it. Bởi vậy hả? Dạy một đứa con á, để đứa con ra mới biết dạy một đứa con trần thân tới mức độ nào. Nó trần thân một cách mà kinh khủng luôn. Từ cái thế này, từ cái kia. Quá trần thân. Dạy đứa con thì à mãi. Ba với mẹ đã thành công trong trong cái việc dạy con rồi đó. Oh, that was a good meal. Excellent. I can't stuff any more in. But I can, really? I can stir the other show. Yeah, I'm full. No, we're not. Không biết là mình Việt Nam mình cho nó ăn uống xong rồi cái nó đi vòng vòng dài dài nó chơi, nó không phải ngồi giống như mình mà nó bài cái này bài cái kia. Việt Nam nuôi con nó mẹ con gọi á. Ăn gần hết rồi chơi nè. Home would like to FaceTime. Xin chào ba. Ba khỏe không? Khỏe. Xin chào mẹ. Mẹ chào con. Mẹ khỏe không? À, dạ vui, ba mẹ vui không? Vui, vui. Ok, vui. Khóc ơi, có ba mẹ ngồi. Ủa? Không ngoại ngoại cái coi. Oh, à. So nice. Chạy đang ăn mì Ý ngoại ơi. Trời đất ơi. Oh. Nó hung ngoại kìa, nó hung ngoại kìa. Trời đất ơi. Đó hùng ngoại cái coi, hùng ngoại cái coi. Nhớ cây quá. Trời đất ơi. Ngoại hả? Trời ơi, đất ngoại quá hả? Đất của bà quá kìa. Còn 2 tháng nữa. Bà ngoại đang ở với anh Bali rồi. Đó, nó bà ngoại đang ở Bali anh Bali. Căn thưa đâu, căn thưa đâu, đứng quân thưa ngoài coi coi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm hồi cái điện thoại tôi dơ hay luôn. Con ăn cái gì á? Rồi thôi, thì cái video clip này xin tạm dừng tại đây nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi cháy. Bye bye. Bye bye. Bye đi cháy. Jay. Bye bye.